Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được chào đón ngày mới cùng quý vị và các bạn trong bản tin thời tiết 6 giờ sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, hình thái thời tiết bao trùm toàn khu vực Bắc Bộ hiện nay vẫn là khối không khí lạnh suy yếu và lệch sang phía đông, mang theo lượng ẩm dồi dào từ biển đi vào đất liền. Do đó, ở các tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc Bộ phổ biến tình trạng nhiều mây, sương mù vẫn xuất hiện trong buổi sáng sớm. Còn đối với khu vực phía Tây Bắc Bộ, trong đêm qua, vùng hội tụ gió Tây đang suy yếu dần cho nên mưa giảm xuống chỉ tập trung chính ở khu vực vùng núi phía Bắc, các tỉnh như là Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng. Sương mù có thể kéo dài đến khoảng 8 giờ sáng, do đó sẽ ảnh hưởng đến tầm nhìn của người dân khi lưu thông trong khoảng thời gian này, đặc biệt là với khu vực các tỉnh, huyện ven biển, ven sông. Do vậy, quý vị và các bạn cần lưu ý đề phòng. Đến khoảng trưa chiều khi mà gió đông nam yếu đi, mây giảm và trời sẽ lại chuyển nắng, nên nhiệt độ trong ngày hôm nay có xu hướng tăng dần ở mức từ 18 cho đến 21 độ trong buổi sáng, lên mức 23 cho đến 26 độ trong buổi trưa chiều. Thời tiết ấm áp và không mưa nên sẽ khá thuận lợi cho các hoạt động tham quan du lịch và dã ngoại của người dân trong ngày nghỉ cuối tuần. Xu hướng thời tiết tốt cũng sẽ diễn ra trong ngày hôm nay ở các tỉnh ven biển miền Trung. Khi mà đới gió Đông Bắc đã suy yếu hẳn, vùng nhiễu động trong đới gió Đông cũng không còn hoạt động nữa. Do vậy, trong ngày hôm nay, tại khu vực Trung Bộ mưa tiếp tục giảm xuống. Một vài nơi như là ở Quảng Trị, Huế hay là Phú Yên, Khánh Hòa có mưa rào với lượng không quá nhiều và chủ yếu tập trung về đêm và sáng với lượng không đáng kể. Nên nhiệt độ tại đây có xu hướng tăng dần từ Bắc vào Nam. Với các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Ngãi thì trưa chiều nay nhiệt độ sẽ phổ biến ở ngưỡng 26 đến 28 độ. Các tỉnh từ Bình Định xuống đến Bình Thuận mức nhiệt độ cao hơn ở trong khoảng từ 29 cho đến 31 độ. Thời tiết tạnh giáo có nắng nên sẽ khá thuận lợi cho các hoạt động giao thông cũng như du lịch của người dân trong những ngày cuối tuần. Lùi xuống các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ. Đã bước vào mùa khô của khu vực này nên thời tiết khá ổn định, trời phổ biến ít mưa và có nắng vào ban ngày. Nhiệt độ ban trưa phổ biến ở mức từ 27 cho đến 29 độ tại các tỉnh Tây Nguyên. Riêng tại Ayunpa ở Gia Lai có thể đạt ngưỡng 30 độ. Còn tại các tỉnh thành Nam Bộ thì nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 30 cho đến 32 độ. Riêng một vài nơi thuộc miền Đông Nam Bộ như là Bình Phước, Tây Ninh và Đồng Nai thì nhiệt độ có thể đạt mức 33 độ. Cuối cùng như thường lệ là những thông tin thời tiết trên biển. Thưa quý vị và bà con ngư dân, trong ngày hôm nay do không khí lạnh suy yếu nên cường độ gió trên các vùng biển tiếp tục giảm xuống, chỉ còn khoảng cấp 4, sóng biển vì thế thấp dưới 1 mét và biển khá êm ả. Thời tiết nhìn chung khá thuận lợi cho việc ra khơi của các tàu thuyền. Riêng khu vực Nam Biển Đông, trong đó bao gồm cả quần đảo Trường Sa, do vẫn tồn tại nhiều ổ mây đối lưu cho nên vẫn có mưa rào và dông ở mức độ dài rác. Tầm nhìn xa vì thế giảm xuống chỉ còn 4 đến 10 km trong mưa, kèm theo đó là các hiện tượng thời tiết cực đoan như là tố lốc và gió giật mạnh có thể đi kèm. Do vậy, bà con ngư dân khi hoạt động trên vùng biển này thì cần hết sức lưu ý. Thưa quý vị, như vậy là trong 2 ngày nghỉ cuối tuần này, tại Bắc Bộ trời vẫn duy trì nhiều mây, có sương mù vào đêm và sáng, đến trưa chiều giảm mây trời nắng. Còn tại khu vực Trung Bộ chỉ có mưa vài nơi, ngày nắng nên nhiệt độ ít biến đổi. Với các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết cũng ít biến động, duy trì trạng thái ít mưa, ngày có nắng nhiều nên nhiệt độ và độ ẩm ổn định. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay của kênh VTC14. Chúc quý vị có ngày mới thật nhiều năng lượng và làm việc hiệu quả. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại. Thank you.